Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, người dân đã phát hiện các loại cá biển chết với khối lượng thu gom khoảng hơn một yến. Khi trôi dạt vào bờ, cá đã bắt đầu phân hủy nên các cơ quan chức năng xác định cá chết trước đó từ 1 đến 3 ngày. Theo phản ánh của một số người dân có kinh nghiệm đi biển, tình trạng cá chết như thế này không phải do ô nhiễm môi trường nước mà do các phương tiện đánh bắt nổ mìn khai thác. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã xuống hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước xác định nguyên nhân chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn vấn đề này cho các bản tin thời sự tiếp theo. Thời gian qua tại thành phố Sầm Sơn, tình trạng kinh doanh du lịch lộn xộn diễn ra tại khu vực không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, đặc biệt là ở các hấp quay đã gây bức xúc cho người dân và du khách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển Sầm Sơn. Trước thực trạng trên, thành phố Sầm Sơn đã giao việc quản lý trực tiếp khu vực này cho các phường xã. Đến nay, cơ bản các phường xã đã chủ động tiến hành chấn chỉnh các hấp quay như quy định các dịch vụ được phép và không được phép hoạt động, giám sát chặt chẽ chỉ giới phục vụ của các hấp quay, ô tre phải cùng màu sắc, đúng quy cách, mỹ quan và không vượt quá 30 chiếc. Hiện cũng đã không còn tình trạng chế biến thức ăn ngay tại quầy, nhân viên phải mặc đồng phục. Khu tắm trắng không đúng quy định cũng đã được dẹp bỏ. Những biện pháp trên đang dần trả lại không gian ven biển đẹp và lấy lại thiện cảm của du khách về một Sầm Sơn văn minh thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên, nhưng thời gian qua trên phạm vi cả nước cũng như tại Thanh Hóa vẫn liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn trẻ em đuối nước thương tâm tại khu vực hồ nhân tạo hoặc các ao gia đình. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2016, cả tỉnh có 34 vụ đuối nước ở trẻ em. Thế nhưng đến năm 2017, con số này đã lên tới 70 trường hợp. Điều này cho thấy việc phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là ý thức cảnh giác của các bậc phụ huynh trong vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Mùa hè thì học sinh nghỉ, nhưng mà rồi gửi con cái cho ông bà ở nhà trông nom. Thì ông bà thì bây giờ tuổi tác nó cũng cao, cho nên cái vấn đề mà có những lúc là sơ sẩy thì cái đó là hiện nay là cũng cần phải khuyến cáo để rồi ông bà, bố mẹ, rồi gia đình là có những cái đề phòng. Khi các bậc phụ huynh vẫn lơ là trong việc giám sát con em mình thì những hình ảnh đau lòng này vẫn sẽ xảy ra. Do vậy, để ngăn chặn nguy cơ đuối nước trẻ nhỏ, nhất là trong dịp hè, thì việc giáo dục kỹ năng ứng phó với tai nạn thương tích, đuối nước cho các em dưới nhiều hình thức như nhắc nhở, kiểm soát, dạy bơi, dạy trẻ các cách phòng tránh đuối nước là vô cùng cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, do thời gian phân hủy các loại rác thải nhựa và ni lông mất đến hàng thế kỷ, nên loại rác thải này đang trở thành vấn nạn đối với môi trường của cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Túi ni lông không chỉ tiện dụng mà còn có chi phí rất thấp. Hiện giá túi ni lông dao động từ 20 đến 50 ngàn đồng một kg tùy loại. Do vậy, người kinh doanh hầu như không tính toán chi phí mua túi vào giá cả sản phẩm khi bán hàng. Như các cô thì chả tính đâu, chỉ có lấy ra để đựng thôi. Bởi vì một cân của nó những 100, có những loại 200 cái. Đó, nó không đáng mấy đâu, không có cái đắn đo gì hết. Cứ ra là ai cần dùng loại nào thì dùng cho người khách loại đó. Vì chi phí không đáng kể nên túi ni lông thường được sử dụng rộng rãi và thậm chí đến mức tùy tiện, dễ dãi. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi hộ gia đình Việt Nam thường sử dụng từ 5 đến 7 túi ni lông một ngày. Như vậy, ước tính hàng chục triệu túi ni lông được sử dụng và thải ra môi trường hàng ngày. Tôi cũng thấy, nói chung là ở Việt Nam ta thì cứ đi đâu tiện đấy, đi đâu thì cứ tiện túi ni lông thì cứ mua đâu thì dùng đấy thôi. Ít ra cũng phải 10-15 túi. Đấy là ít nhất cho gia đình ấy, cho mỗi ngày ấy. Tại Thanh Hóa, hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng nhựa và túi ni lông được sử dụng. Nhưng theo một số khảo sát, ước tính trung bình một ngày, người dân tỉnh Thanh Hóa thải ra môi trường khoảng 345 tấn rác thải từ nhựa. Từ thách thức lớn của chất thải nhựa và ni lông đối với cộng đồng và xã hội, chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông trong Ngày Môi trường Thế giới năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, thay thế dần và tiến đến loại bỏ túi ni lông.
Tại khu vực đê biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Yên, sinh năm 1968, trú tại thôn Thuận, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 kg thuốc nổ, 100 mét dây cháy chậm, 100 kiếp nổ, một xe máy và một điện thoại di động. Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận do hám lợi nên đã liên lạc với một đối tượng không biết tên để mua số vật liệu nổ nói trên về bán kiếm lời. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, mở rộng vụ án, bàn giao người và tang vật cho công an xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sáng nay ngày 4 tháng 6, các ngành liên quan và các địa phương đã liên lạc được với tất cả các tàu thuyền đang khai thác trên biển để thông báo hướng dẫn ngư dân tránh trú áp thấp nhiệt đới trên biển. Toàn bộ các phương tiện hiện đang duy trì liên lạc thường xuyên để liên tục cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang di chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng biển phía Bắc. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, cả nước còn 35 tỉnh, thành phố chưa duyệt xong quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Trong đó, 26 địa phương chưa duyệt xong quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các dự án BOT và 9 địa phương chưa duyệt xong quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các dự án vốn trái phiếu chính phủ thuộc đề án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền đúng quy định, đồng thời gửi quyết định phê duyệt quyết toán cho doanh nghiệp dự án, ban quản lý dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 để tổng hợp quyết toán dự án trình Bộ Giao thông Vận tải. Trước năm 2015, phân bón thuộc nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng 5%. Tuy nhiên, sau đó, việc sửa luật thuế đã xếp loại hàng hóa này vào nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng. Về bản chất, khi doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị, nguyên liệu, các chi phí đầu vào này đều có thuế giá trị gia tăng, nhưng vì đầu ra là phân bón, không thuộc diện chịu thuế nên không được hoàn thuế, làm đội chi phí sản xuất nên buộc phải tăng giá bán. Trong khi đó, phân bón nhập khẩu lại được hưởng ưu đãi cắt giảm thuế nhập khẩu từ các cam kết thương mại, gây cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường. Chính vì vậy, các chuyên gia có chung đề xuất Bộ Tài chính nên sớm cho quay lại áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón như trước đây để doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào, mang lại lợi ích cho sản xuất trong nước. Theo kết quả quan trắc chất lượng 12 mẫu nước tại các vùng nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, các chỉ tiêu quan trọng vượt ngưỡng giới hạn cho phép từ 3 đến 5 lần. Do đó, tỉnh Phú Yên khuyến cáo tình trạng tôm hùm nuôi ở thị xã Sông Cầu bị bệnh và chết hàng loạt như năm 2017 có thể sẽ tái diễn do tác động tiêu cực của môi trường vùng nước. Người nuôi nên quản lý tốt lượng thức ăn, giảm 50% lượng thức ăn và không để thức ăn dư thừa rơi xuống tầng đáy gây ô nhiễm. Không nuôi tôm với mật độ dày, san thưa mật độ nuôi tôm trong mỗi lồng, nâng lồng nuôi để tránh thiếu oxy cục bộ tại tầng đáy. 23 trường hợp có triệu chứng nhiễm siêu vi hô hấp đã được phát hiện tại khoa nội soi Bệnh viện Từ Dũ, trong đó 16 người dương tính với cúm AH1N1, với các triệu chứng sốt cao, đau nhức cơ thể. Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Trung tâm Y tế Dự phòng triển khai việc cách ly, vệ sinh khử khuẩn tại nơi xảy ra chùm ca bệnh, đồng thời cho bệnh nhân uống thuốc Tamiflu để hạn chế phát sinh ca bệnh mới. Khoai lang Nhật Bản đã được bà con nông dân tỉnh Đắk Nông đầu tư mở rộng diện tích do dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao. Mùa vụ này, khi khoai bắt đầu cho thu hoạch, giá sụt giảm liên tục, từ mức 15.000 đồng 1 kg xuống còn chưa đến 5.000 đồng 1 kg, khiến người trồng khoai lao đao vì thua lỗ nặng. Hiện tại, bà con nông dân đang cố gắng kéo dài thời gian thu hoạch để chờ giá lên. Công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm Trần Văn Định 18 tuổi, Nguyễn Hữu Sĩ 20 tuổi ở xã Quảng Hiệp và Hà Văn Biên 19 tuổi ở xã Em Ró, huyện Cư Mờ Ga để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, từ tháng 4 năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng này đã lên thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga thuê nhà nghỉ để ở chung. Vào ban đêm, các đối tượng thường chia nhau đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chơi game và ăn nhậu. Với thủ đoạn này, chúng đã thực hiện trót lọt gần 15 vụ, lấy cắp trên 20 điện thoại di động ở địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ
Bản tin 18h30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.